Bằng tầm nhìn của nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterai Home tiếp tục kiến tạo dự án sống xanh và sang trọng Lumiere Boulevard. Khu căn hộ Lumiere Boulevard sở hữu vị trí chiến lược nơi tâm điểm khu đông thành phố Hồ Chí Minh, ngay giữa đại đô thị sầm uất tiếp giáp với đường Vành Đai 3, đường Nguyễn Xiển và nhiều nút giao thông huyết mạch. Gần 20 trường đại học khu công nghệ cao, dễ dàng di chuyển tới các trung tâm hành chính, kinh tế lân cận. Từ Lumiere Boulevard chỉ mất 1-2 phút đi bộ tới trung tâm mua sắm lớn nhất miền Nam. Ngay gần các hệ thống trường quốc tế, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, khu phố mua sắm sầm uất. Đây là khu compound khép kín, cư dân còn được hưởng đặc quyền với hàng chục tiện ích nội khu như hồ bơi, jacuzzi chỉ thường có ở resort, cung đường khám phá xanh, phòng gym chuẩn quốc tế, khu xem phim ngoài trời. Khu vui chơi nhiều trải nghiệm thiên nhiên cho trẻ em thoải mái khám phá. Đây là những tiện ích chỉ dành riêng cho cư dân Lumiere Boulevard. Với kiến trúc xanh 3D độc đáo, Lumiere Boulevard mang tới cho người mua nhà 24 khu vườn thẳng đứng dọc bao xung quanh các tòa tháp tạo nên khu vườn đứng trên không lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Cư dân tương lai được hít thở nguồn không khí trong lành từ hàng vạn cây xanh bao xung quanh và dưới mặt đất với diện tích phủ xanh lên tới gần 4 hecta. Tương đương độ lớn của 5 mặt sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Lumiere Boulevard cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của xu hướng sống xanh và sự thấu hiểu khách hàng của Masterai Home. Hơn cả một căn hộ, nơi đây còn là chốn trở về an yên sau một ngày làm việc mệt mỏi, là không gian trong lành để cha mẹ và con cái cùng tạo nên những khoảng thời gian chất lượng bên nhau. Dự án dự kiến sẽ mở bán vào cuối tháng 5 năm 2022. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh 0909 910 884 để được tư vấn chi tiết. Thông tin bất động sản alocanhosg.com phân phối sản phẩm này.